2024 dùng loại thảm sàn nào hả anh em? Chắc rằng trên thị trường bây giờ có rất là nhiều cái loại thảm sàn cho để cho anh em lựa chọn, nhưng mà một cái loại thảm sàn mà với yêu cầu là vừa sạch này, vừa gọn này mà lại còn bền nữa thì là một cái loại mà sàn anh em không nên bỏ qua, đó là sàn Kata của Thái Lan nhá. Đây, trên tay em đây là cái sàn Kata của Thái Lan, nó sẽ may theo đúng form. Đây là chiếc xe MLC 250 thì bên em đang chuẩn bị tiến hành là trả cho chiếc xe này, sẽ may đúng form theo xe luôn, theo đời xe, zin theo các cái bậc dẫm chân luôn đó. Chiếc xe này thì cũng đã trải một cái loại sàn 5D 6D rồi, nhưng mà sau vài năm sử dụng thì bây giờ thì nó không được như ý nữa, thì anh chủ anh quyết định là trải cái loại sàn da sàn Kata này của Thái Lan. Anh em nào vừa mua xe hoặc là đang sử dụng xe cần một loại thảm sàn mà vừa sạch này, vừa gọn này mà lại độ bền lại cao thì anh em tham khảo ngay sàn Kata của Thái Lan anh em nhá.